Em nên quen những cái hoàn cảnh khác đi. Còn cái hoàn cảnh của con Trang này này thì không nên quay nữa em ạ, để cho nó mất thời gian. Bởi vì thế này này, nhiều hoàn cảnh khác còn khổ hơn nhiều. Thì theo như chị thì những cái tiền của Mạnh Thường Quân mà đã cho con Trang rồi thì thôi, cho nó rồi thì thôi, còn không nên quay nữa, để em còn có cái thời gian để mà đi quay những cái chỗ khác, với đi tìm hiểu thêm những chỗ khác. Còn cái con Trang này nó chưa bỏ chồng, để nói chỉ nói câu này thì ngoa, còn chưa ráo mộ, chưa ráo, coi như chưa ráo nước bọt, mà nó đã tuyển chồng thì nó chỉ có ở nhà để nó tuyển chồng nè. À, mà mới có 53 tuổi đầu, chị đây cũng 55 tuổi rồi mà chồng chị chết, chị cũng không cần tuyển. Con bị lo làm lo em chị em, thì cứ lo tuyển chồng. Mà vừa nãy chị lại thấy nó bảo là 20 triệu nó làm được, thì nó làm được thì làm gì, nó cứ bị kêu gọi, không, nó không kêu gọi, nó cứ bị kể dở là nó nhà rách. Theo như chị thì nên ngừng bỏ cái chuyện ấy đi em ạ. Và chị thấy bây giờ là chị Trang không nên giúp nữa đúng không chị? Không nên giúp nữa em ạ. Bởi vì hiện nay này, em phải nghĩ như hoàn cảnh chị nó còn khổ gấp 10 lần con Trang cơ. Lý do chồng chị bị bệnh chết, con chị nó cũng rồi còn hai đứa cháu nhỏ, mà chị còn không đăng lên, chị vẫn phải đi làm tháng 16 triệu, nếu làm đêm nữa thì được 9 triệu, là phải làm thêm ca đêm nữa mới được 9 triệu, mà chị còn không dám kêu gọi, mà còn không dám tuyển chồng, mà chị không nói tự hào, chị còn đẹp lung linh hơn nó nhiều, mà chị còn không dám tuyển. Đằng này con người ăn mặc lộ, chị thấy nó mặc những cái quần đùi chị đã thấy không đúng tư cách rồi. Thế với nó kêu nó không có, mà nó làm nét làm môi lông mày lông nhỏ lông kia, thế cái tiền làm môi làm nét ý thì để mẹ ăn, tại sao cứ đi lấy từ tiền từ tiền, kể cả người ta cho mình đừng có quan cho đi chăng nữa, phải từ chối đi chị. Đấy là theo như chị góp ý là như thế. Chị thấy cái việc mà chị Trang lên tiếng mà tiễn nó muốn cưới người cậu của anh Trường, chị thấy sao chị? Thì theo như chị thì giờ chị góp ý thế này này, nếu như cương vị chị thì cậu của nó có thích người 10 đi chăng nữa thì nó phải ngừng luôn, nó phải chấm dứt, nó bảo tôi không thể lấy được. Lý do giờ tôi đang làm vợ của em, vợ của cháu, bây giờ lên vợ của thằng cậu, thế thì có phải nó là cái con người quá lố lăng không em? Đến bản thân chị đây này, chồng chị mất để đòi nha, mà em con gì của chồng chị muốn lấy mà chị còn không lấy được cơ. Ở điểm ấy vẫn là dòng máu nhà người ta, vẫn là người ta hàng ngày người ta gặp, kể cả mình có tốt người nuôi đi chăng nữa vẫn gặp gia đình nhà người ta, không nên, không nên để cho người ta có cái ấn tượng về mình nữa. Đấy là theo như chị, nhưng chị thấy đa số là người ta sẽ nói như thế, nên em nên kể cả nó có hỏi em đi chăng nữa em không nên quay nữa, không nên ủng hộ cái chuyện này. Nếu nó là con người làm nên được, Mạnh Thường Quân có giúp nó nha, giúp là lúc nó ở với thằng Trường, là thằng Trường khờ thì người ta thương hại thằng Trường, người ta giúp. Thế bây giờ nó bỏ rồi mà nó vẫn, mọi người vẫn làm nhà cho nó, thì thì làm nhà chửa xong nó bảo là nó đi tu, được có chưa được 2 ngày trời nó đã bảo là nó lấy chồng, mà bây giờ nó vẫn đăng ký lên là nó tuyển chồng. Thế thì không đáng, không đáng là một người đàn bà em ạ. Theo như chị, Bây giờ rất nhiều người cũng bất bình, ta nói là bây giờ hoàn cảnh chị Trang không có khổ lắm, tự làm tự ăn được, chính xác thì còn không gì nên nữa giúp. em, không nên giúp nữa thì nên đi, không nên quay nữa em ạ. Chị có nói thì em lại bảo chị là chị có giúp được đâu, chị là người chuyên chỉ đi từ thiện, chị từ thiện những cái chỗ đáng tiền với em ạ. Chứ còn những cái trường hợp này là chị không từ thiện, kể cả chị có thừa tiền từ thiện chị không từ thiện, bởi vì mới có hơn 50 tuổi đầu, mà kể cả nhà thằng Trường ba người lớn, chứ không phải là ba người lớn kèm thêm độ ba bốn đứa chị con, nên không cần giúp. Chẳng qua rồi nó cứ lợi dụng vào Mạnh Thường Quân để nó giúp thôi. Đấy là theo như chị nhá.
Bây giờ thì em thấy là chị Trang cũng tính là sẽ đi tu chứ không có quen nữa sau cái vụ mà của cậu riêng, Đăng Cường đó. Riêng chị nói thật với chú này, nếu mà con Trang là đi tu được nha, chị xin hứa nó ở chùa nào chị sẽ cúng, chị sẽ cùng với Phật tử ba tầm lời, nó cứ đi tu được độ 3 tháng thôi, chị với vài người Phật tử ở Bắc sẽ vào tầm lời làm cho nó một cái thất. Dạ, chị không tin cái chuyện đó đúng không? Chị không bao giờ chị tin. Dạ. Bởi vì con người ý không bao giờ đi tu được. Bởi vì chị nói thật với chú đi, nó kêu nó không có, mà nó đã có xây ra, mà nó bảo là nó không biết chữ. Thế tại sao những người bình luận nó biết? Nên con này là không được cặp thà chú ạ. Dạ. Em đã theo như chị là như vậy. Thì em thấy bây giờ đa số cũng phản đối là không có chấp nhận nữa, thì mình cứ đợi thời gian thử như thế nào. Tại vì chị Trang nói bây giờ cũng không có chuyển chồng nữa, cứ đợi một thời gian nữa rồi đi tu đó, rồi nếu mà có duyên thì sẽ tính tiếp đó. Thế giờ đi tu xong lại có duyên nữa lại tính tiếp, tiếp thế thì cứ có duyên cái thì lại về bỏ chùa à chú. Nên đi theo như chị là không nên đâu. Yeah. Không nên quay những cái trường hợp này nữa. Đấy, nếu mà chú mà có để mà quay chị đây này, bản thân chị đây này, không có chồng này, chồng chị mất này, thì chú quay luôn làm mối luôn cho chị đây này, không cần phải làm mối cho ai. Chị là ở đâu ta? Chị ở ngoài Bắc. Dạ. Yeah. Thì cái hoàn cảnh chị cũng giống như Trang ấy, chứ cũng chồng mà không có chồng rồi cũng nuôi con chứ đâu có đi kiếm chồng đâu ha. À không. Chị Trang thì đã kiếm chồng. Con Trang này, chị nói để cho chú này, con Trang này nó có bấu, bấu cái gót chân của chị không bấu được. Lý do chồng chị ốm, từ lúc chị lấy chồng, chồng chị ốm đau, mà chị vẫn đứng ngoài nuôi con. Con chị bây giờ nó có vợ, có chồng tất cả rồi. Giờ chị sắp sửa có cháu rồi, mà chị còn không tư tưởng đi lấy chồng nữa mà. Dạ. Yeah. Mà chị năm nay chị cũng có 54 tuổi thôi. Đấy, chú vào Zalo thì chú kết bạn Zalo với chị thì chị biết, chú biết mẹ chị như thế nào. Mẹ chị chứ không phải như con Trang. Mẹ con người có phúc hậu hay không nhìn ở cái mẹ đấy em ạ. Dạ. Đấy, em Zalo đi, em Zalo kết bạn với chị thì chị em biết là mẹ chị như thế nào, mẹ con Trang như thế nào. Mẹ chị còn không muốn tuyển chồng. Chị nói thật với em này, đúng là chị rất thiếu tốn tình cảm. Chị nói thẳng thật chị rất thiếu tốn tình cảm. Nhưng ngược lại, phải ai là người tử tế với mình thì mình mới thiếu tốn được. Thế chứ không phải chỗ nào mình cũng rêu rao đi thiếu tốn. Thiếu tốn tình cảm thì mình phải giấu giếm đi đằng này, cứ phơi bày ra. Con người chứ có phải xúc vật đâu em. Dạ. Đấy, thế nên đấy, em có kết bạn Zalo với chị thì em biết hoàn cảnh của chị. Hoàn cảnh của chị đi làm, đi ăn để kiếm tiền, để con cháu, con cái thì giờ không phải nuôi nữa, cháu chết không phải nuôi, cháu không phải nuôi nữa. Nhưng để vợ, nay mai về già chị em, thế bây giờ nay mai về già, mình lại đi ngửa tay để xin mệnh thường quân, nó khổ lắm. Thế nên theo như chị là con Trang là chấm dứt luôn, kể cả nó đi tu, mình không ảnh hưởng. Ở cái điểm tu ý chỉ gọi là tu hú thôi, hay không biết trong miền Nam như thế nào, nhưng riêng dân Bắc chỉ là không, thế là không bao giờ tu được rồi. Dạ. Yeah. Anh chị nói bảo, chú có biết ông chị là người rất khổ. Chị khổ lắm. Chị nghĩ đi làm rồi. Thế nhưng đến bây giờ chị cũng hơn 50 tuổi rồi. Nhiều người cũng phải chị là hơi đầu, thì đi bước nữa đi cho có tình cả. Nhưng lại bây giờ đi bước nữa, có được sướng hay là khổ. Nên chị mới góp ý với chú là này này này, là nếu mà chú có tìm hồi chị được ai thì chị vẫn giấu mẹ. Chú và chú chị thì lên để cộng đồng mạng thì chú mới giúp được. Nếu chị đã lên cộng đồng mạng thì chị cũng không cần phải nhờ chú ấy. Chị nói thật. Yeah. Nên ấy, chị thì chú phải biết bây giờ lên được cũng như chú thôi. Chú mà giúp được người tốt ấy, thì người ta không gọi đến chú. Nhưng chú giúp cái hoàn cảnh như Trang, bây giờ người ta không trách chú, nhưng người ta chỉ gọi chú là không nên, chú cũng thấy ấy nấy. Chú công nhận không? Dạ. Yeah. Đấy.
Ê, chúng cứ kết bạn Zalo với chị thì chị cho nhìn mặt của chị gọi Zalo trực tiếp cho chúng xem. Chị là người rất thật thà, chị biết làm biết ăn rồi. Dạ, em cũng cảm ơn chị nhiều nha, đã có ý hoàn cảnh của chị nha chị.